Mưa anh không có chuyện gì làm hả anh Khải? Mưa anh không có chuyện gì làm hả? Trời mưa làm gì nữa không thần không nào? Sao không đi chăn bò đi? Mưa, dắt bò về rồi. Đó, đúng vừa rồi. Nói xong sấm chớp ầm ầm luôn. Thế gì? Thì gì cái đi? Hoa gì nè, kêu bằng hoa, hoa gì chứ mọc trên đá. Không có nội, cái hoa. Con này là cái con gì, nó đẻ trứng lên trên đó đó. Hoa, hoa ưu đàm. À, hoa ưu đàm. Ưu đàm gì một đây. Ngàn năm có một lần nha ông thần nha, không giỡn đâu. Con, ê, con này là con có một người ta quay cận cảnh cái con gì á, nó đẻ trứng lên trên đó đó. Anh dẹp ở đi. Nó từ cái nhánh đi ra mà không thấy có cái nó chân ra mọc cái ra con gì nó đẻ trứng ở đó, ưu đàm gì giờ này mà ưu đàm. Cái con gì đẻ trứng lên đó, không phải đâu. Đồ, anh gạt bỏ cái tư tưởng làm giàu qua một bên đi, không có giàu nổi đâu. Tưởng tôi thành tiểu thú chứ. Không có. Vòng một nốt nhạc thành tiểu thú luôn. Anh kiếm gì ăn anh Khải? Kiếm gì nhậu á? Được á. Đi ông đi ra ra ngoài ngoài. Đó đây qua bên đây mà. Làm đâu có tiền đâu mới qua bên đây nè. Kiếm cái gì nhà nhậu? Có gì đâu nhậu. Ừ. Mấy quả trứng luộc cũng đại. Hả? Thì gọi là uống rượu thôi mà. Ông nhậu để cho sơ gan. Thì gọi là nhậu sương thôi. Sương sương ví dụ như mà nhậu phải có cái gì ăn uống hoặc nọ nó mới ăn thì uống. Trứng gà đó. Trứng gà mà có con trứng một ăn riết sao mà nhậu được. Nhậu rượu nó đã nóng rồi. Trứng gà không ăn nó nóng nữa rồi khi đó là phải có rau đó nè, kèm theo rau nữa. Vậy luộc ha. À luộc đó cho rồi. Luộc vậy mỗi người một trứng thôi. Anh vừa hai trứng. Thì nhà có ba trứng rồi giờ lấy hai trứng mỗi người trứng để vợ tôi trứng. À cũng được. Được nha. Anh thiết kế đi. Luộc không đào đi. Đùm đào sao mà ăn? À. À đúng rồi, anh ra đây luộc nào đi. Ờ. Ừ. Hai quả trứng. Trứng gạch ta, không chút ác à, mà luộc cái nồi bự với anh hả? Này anh đang khoe cái nồi chứ anh khoe trứng thôi. Cái này là cái son. Ờ. Không phải cái son mà gọi là cái tô. Ờ. Còn cái nồi nó là nó to hơn cái này nữa. Tôi lấy cái này okay, đó. Ok, quất. Anh hai, đây là gà ta nha. Ờ. Quất. Ok. Không đào là mình chỉ cần luộc chừng cỡ sôi lên chừng cỡ 3 phút là lấy ra được rồi. Anh có thích ăn lòng đào không? Chùm. Em cũng thích ăn lòng đào. Chết cho mà vậy đằng chồng gì ta? Kêu bằng gì ta? Lòng khô. Chồng chín á. Ờ. Chồng chín là tôi ăn mắc ngạn. Ờ. Với lại mình uống rượu là kiểu nó nuốt nó không có trôi. Lòng đào nó béo rồi. À, đúng rồi. Ăn lòng đào phải ăn cách đẳng cấp với lại ăn lòng đào. Ăn làm sao cho nó đỉnh đàng hoàng. Cái gì? Mất okay. Hả? À. Ơi à, đi ra đây. Đây. Sẵn ông chạy ra ngoài quán con nhỏ bán cá đó. Ông đổi cái bắt đầu sẵn ông mua thêm dự trữ bình nữa đi. Trời ơi. Bây giờ em nghĩ mưa nhỏ bán cá giọt tiệm vô rồi biết khổ chứ. Bây giờ ông thấy cái nó hết mà hết mà. Vô bếp ga lớn nó không được mà. Nó hết tuần trước rồi, tại vì nó đợi cuối tháng lãnh tiền rồi mấy. Trời đất ơi, đang nghèo cái eo nữa anh Khải. Hôm nay toàn là ăn mì tôm sống. Giờ sao? Thì bây giờ húp, đập húp luôn. Tôi ói chết luôn, tôi không quen với trứng sống đồng thần. Ok. Anh thích ăn lòng đào không? Thì chú ăn lòng đào mà. Ăn lòng đào đúng không? Đúng rồi. Đó kêu ăn lòng đào phải ăn đẳng cấp, anh biết ăn lòng đào thế nào là đẳng cấp không? Sao? Nó vừa chín tới, vừa thơm. Nói chung một hương vị đặc biệt. Ăn lòng đào anh nên ăn kiểu này nó ngon hơn. Lấy lửa đốt hả? Không, lửa đốt thì bình thường quá. Anh lấy cho em một ít rượu nặng á. Nhà có rượu nặng không? Anh thiết kế miếng rượu nặng đi. Ăn nhậu nên thưởng thức qua cái món rất là tuyệt vời luôn. Rượu đúng nhà cũng có đó. Anh thiết kế thì em thiết kế anh một món trứng lòng đào tuyệt đỉnh. Gì? Món này ngày xưa là vua chúa ăn, hoàng thượng ăn không á. Nhưng không có được ăn đâu. Hoàng thượng ăn không thôi à. Giữ hai trứng không? Đó, ok, em chia sẻ mọi người làm cái món trứng lòng đào ăn nhức nách luôn nha, thơm lắm á. Xanh, mình có bận gì ta? Rượu hả? Rượu này anh kiếm cái chén á, cho lần chứ, anh cho này biết bao nhiêu cho đủ được. Thì lấy cái chén đổ vô nó được không? Được. Vậy lấy chén đổ vô nha. Ok, với lại là anh phải nấu này cho nó ngập trứng. Chứ trứng hở lên là nó nứt, nó nổ đó. Ok. Đó, anh cho trứng vô đó, trứng chìm dưới là yên tâm rồi đó. Rồi ok, anh châm lửa lên. Chín không? Chín. Nhìn là lòng đào bao chết cho anh luôn. Xem lửa luôn. Ừ. Cháy không? Nó cháy rồi. Đó, cháy rồi đó. Đó, cứ để. Nước sẽ nóng lên, nó tạo ra lòng đào. À, mọi người để ý là thấy trứng là bắt đầu sôi lên thấy không? Bắt đầu sôi tầm lên. Đó. Nước đang nóng. Cách này giúp cho mọi người là trứng nó sẽ ra lòng đào. Và trứng nó rất là thơm.
mà ăn thử đi, rất là ngon nha. Mấy anh em nào là đam mê ăn trứng đồng đào hãy làm thử xem sao. Nó bắt đầu sôi lên đó, cứ để từ từ là chúng ta sẽ bắt đầu có ăn liền nè. Hết cháy rồi đó, bây giờ anh ăn thử đi anh biết. Nóng không? Ấm thôi. Ấm mà. Không thì anh để anh ngâm xíu nữa tùy. Anh ăn đi không sao đâu. Này là đậm chất lòng đào mà thơm lắm. Nó khử cái mùi tanh của trứng đi rồi. Ây da, nóng. Anh thấy trứng gà là húp đâu có tanh đúng không? Đúng, có nhiều đúng. Người ta nhạy cảm, người ta vẫn nghe được cái mùi tanh, người ta không ăn được. Nhưng mà với cách này á, anh sẽ không còn mùi tanh của nó nữa. Đối lại sẽ có một mùi thơm và anh cộng theo cái mùi béo béo ngày ngày của lòng đỏ trứng gà, nó tạo ra một hương vị rất là đặc biệt. Anh nói thiệt. Ăn thử đi là biết. Nhưng mà nó sẽ vô có mùi rượu đúng không? Không, có mùi rượu không vô bao nhiêu đâu. Nó tạo ra một mùi thơm nhẹ. Chín không ạ? Lòng đào mà. Đây. Mình chưa chín không ơi. Sao chưa chín? Đụng với lòng đào đúng lòng đào đúng không mà. Lòng đào kiểu lòng đào đào ấy á. Đào húp đó. Chu cha. À. Ê cái lòng đào kiểu mà nhão biết không? À. Lòng đào mà. Lòng đào ngậy á. Vừa khớp chanh luôn thấy chưa? Chu cha, lòng đào của này là đúng ngon luôn á. Thử miếng. Nó hay cho đó. Trời ơi nó thơm. Thơm đúng không? Chu thơm. Không tanh. Đúng rồi. Thơm lắm, thử nha. Ừ. Rồi. Ê nó lòng đào hơi bị nhiều rồi. Như vậy? Kiểu nó lòng đào nó ê cái chỗ bị cháy này. Không. Ừ. Cái chỗ như nó bị trên nó nằm trên nó cháy á. Trời nhức nách luôn. Thử nha. Ừ. Nó không nghe mùi tanh. Trời ơi ngon. Ê mà nó sao cái nó kỳ ra, nó béo kỳ lắm. Ừ. Trứng lòng đào á, chúng ta phải biết có một cách ăn giúp cho trứng lòng đào nó tăng cái hương vị ngon của trứng lên. Được. Cách này nó giúp cho anh là khử mùi tanh triệt để của trứng và sẽ tạo ra một vị thơm ngày cộng theo cái là cộng thêm cái lòng đỏ này nè. À. Nó béo béo, ăn rất là ngon. Coi chừng trứng bị thúi thấy bà luôn. Đâu, cái mùi ra không thúi được đâu. Trời ơi. Chà. Ngon. Béo ngon cực kỳ luôn á. Nhỏ lớn mới hấp được quả trứng lòng đào đúng nghĩa đó. Từ nhỏ lớn mới hấp được quả trứng lòng đào đúng nghĩa. Tuyệt vời. Nó vẫn còn tròng trắng nhưng mà kiểu như nó không có tanh. Đúng. Thiệt mà. Không có mùi tanh gì, giờ ông chét lên người cũng không nghe mùi tanh luôn. Đúng. Đồ. Đó, nó hay cho đó. Tôi lỡ ăn hết trứng rồi bây giờ ông chạy. Đó là phần của anh đó, anh hết đây, phần này phần của em ăn hết rồi thôi, để cho người khác ăn. Vậy lấy gì nhậu? Vậy ăn là lấy gì nhậu? Dạ biết anh. Bây giờ đi. Vậy tôi húp cái trứng này lỡ rồi. Ờ. Húp lên hết luôn vậy đó. Ờ. Cái trứng này cái mình chia đôi đi. Chia thôi. Chia đôi ra dụ như mỗi thằng ly rồi uống. Rồi ok. Lỡ mình để tôi review cái này cho hết. Rồi ok. Ngon lắm mọi người, mọi người húp thử đi. Mấy anh em nào sành ăn trứng lòng đào nên thử cách này, không làm cho mọi người thất vọng đâu. Cái chỗ này dạng nó nằm ở trên á, ừ. Nó hơi lõm lên á, ừ. Nó hơi bị cháy miếng này. Ừ. Thấy không? Ừ. Nhưng mà ngon lắm. Ngon. Cực kỳ. Thế nhưng mọi người cứ thử cái lần đi, ăn ngon lắm. Ừ. Ok. Đó ok. Đó em chia sẻ mọi người nha, một cái bí quyết giúp tạo ra trứng lòng đào thơm ngon tuyệt đỉnh. Em tin mọi người cứ ăn thử một lần đi, sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu. Đến một người là khó tính nhất, nghe cái mùi tanh ăn không được á, cũng húp cũng khen ngon nữa. Không có tanh. Đó ok, nhớ đăng ký bật chuông và hẹn gặp lại tất cả clip sau nha.